Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Xin cảm ơn. Và ngay sau đây, Bố Gấu Hoàng Hải xin được giới thiệu một nữ ca sĩ với giọng ca thánh thót. Quý vị đoán được ai không ạ? Với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, bài hát Đã Sai Từ Lúc Đầu, với phần cùng trình diễn của Tín Âu Thùy Chi. Chiếc lightstick của quý vị đâu rồi ạ? Có những nỗi đau chẳng người nào thấu, em đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc anh quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút phân vân. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao anh lỡ thương một người vô tâm, rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt. Nắng tắt trên đôi mi u buồn, vì em thương anh hơn anh thương em, chỉ biết đành câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, em đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi anh hãy nói một lời. Vì anh thương em hơn em thương anh, anh sẽ khờ sao chẳng biết em khó tin. Nhiều lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mất rằng đã sai từ lúc đầu. Quý vị con nhìn có đẹp đôi không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mãi mãi với em là điều vô nghĩa, em đã chọn cách chia niềm hạnh phúc, chẳng quan tâm cảm xúc em buồn đau thế nào, rồi lạnh lùng bước đi mau. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao anh lỡ thương một người vô tâm, rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt. Nắng tắt trên đôi mi, vì em thương em hơn em thương anh, chỉ biết đành câm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai em đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi anh hãy nói một lời. Vì anh thương em hơn em thương anh sẽ khờ sao chẳng biết em vô tình. Dù lòng mình phải có thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc
Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã yêu thương Bố Gấu và Tí Nâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Khoan, phải có cái kết có hậu chứ. Dạ. Chứ nãy giờ em nghe là rồi anh thương em hơn em thương anh, rồi anh thương em, rồi cuối ai cùng là hai người có thương nhau hay không? Phải làm rõ cái vụ đúng này. Thương thật sự luôn. Thì Chi, em nói rõ đi cái mối quan hệ của em với Bố Gấu là gì? Mập mờ quá. Giang giang díu díu mập mờ, nói đi. Tình thương con người ạ. Đừng xạo. Tại sao lúc mà khi tham gia show thì em nói là em có một tình cảm đặc biệt với Bố Gấu là sao? Em nói thế á? Có. Đúng rồi. Ủa? Chúng tôi đã tua đi tua lại cả ngàn lần đoạn đó. Chúng tôi có 800.000 cái yêu cầu Thủy Chi phải khai cái chuyện này ra. Thế à, thế chắc là đầu óc em bây giờ nó bị mất trí tạm thời rồi, không nhớ là nói thế. À, nhưng mà hôm nay Bố Gấu lâu lắm rồi mới trở lại sân khấu, đứng với hàng ngàn khán giả ở đây và đặc biệt là một cô em rất là thân thương Thủy Chi, thì cảm xúc của anh như thế nào? Bố Gấu thì từ lâu rồi đã yêu mến cái giọng hát của Thủy Chi rồi. Anh em đi diễn thì cũng gặp nhau nhiều và ít nói chuyện. Nhưng mà qua The Masked Singer tự nhiên lại nói chuyện nhiều hơn. Ôi giời ơi. Mối lương duyên The Masked Singer. Chúng tôi đang lo đây là sau chương trình lại có một mối tình ngoại chuyện. Thì đó, trong chương trình mình có nhiều mối tình lắm anh. Hippo rồi Kỳ Lương Lãng Tử rồi đấy. Bây giờ là Bố Gấu với lại Tí Nâu nữa. Lo nha. Thì nói chung là chúng ta sẽ chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra với hai người này. Có thể là một câu chuyện gì đó hoặc là một bài hit gì đó nha. Tới nha. Dạ. Vâng, một lần nữa một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của Thùy Chi, Tí Nâu và Bố Gấu Hoàng Hải trong chương trình ạ. À. Giọng hát thì khủng nha quý vị nha. Một mascot duy nhất mà hát song ca 3 diva rồi. Cho Việt Nam có 4 diva là hát hết 3 diva. Dạ, đúng rồi. Còn người cuối cùng thôi là không biết tối nay có hát chung hay không thôi. Biết đâu chừng một sự kết hợp chấn động nữa. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hoàng Hôn tháng 8 với tiếng hát của Bố Gấu. Ai như là cơn gió,
nói yêu em buồn. Anh đã muốn cho tay mình đàn nắm chặt nhau. Anh đã muốn cho thân mình gần lại với nhau. Anh đã trông thấy mặt người hoàng hôn tháng tám em ơi. Có nghe mưa rơi lan qua từng hàng cây, nhẹ nhàng tiếng gió ru em lãng quên một giấc mơ. Cuối cùng hoàng hôn bóng sáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ được chờ bóng. Rồi chợt có tiếng chân ai bên thêm. Ai như là cơn gió ai muốn bên mình. Ai như là tia đá ai đã rời xa. Ai như là cơn gió ai muốn bên mình. Ai như là tia đá ai đã rời xa. Thấy những âm thanh tuyệt vời của quý vị, xúc động vô cùng, tim đập thình thịch thình thịch thình thịch. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.